Hello tất cả mọi người, mình là Mai Kim Liên đây. Thì ngày hôm nay mình làm clip này là mình có hai việc quan trọng muốn thông báo mọi người. Thì việc đầu tiên là cảm ơn mọi người thời gian vừa qua rất ủng hộ mình và iVote, thật sự là rất cảm ơn mọi người. Việc thứ hai là sự thật thì dạo gần đây là mình với lại iVote không tìm được tiếng nói chung, bất đồng quan điểm rất là nhiều, nên là mình quyết định là làm sao? Quyết định nào làm sao? Hả? Quyết định làm sao? Là yêu nhau cho đời đúng không? Mình yêu quý thì gần ngày chỉ một hai ba vô hết ly. Kiểu dạng ngựa hô, anh khóc đón em về nhìn rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời.